ngon quá nha. Vớt đi, vớt con cá này ra cho Tư đi. Vớt vô dĩa bự đó đó. Chắc nghiêng chắc cái dầu. Dính dầu không? Vớt hết ra luôn. Chiên vớt nó ra luôn, dạ. Chiên hai miếng cá kia luôn cho rồi. Còn ba miếng cá nó chiên hết luôn đi. Rồi bỏ ba thứ cá nó vô từ luôn.